Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mới đây, Ban Thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia, Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng chủ tịch cuộc họp lần thứ 12 Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN và đại sứ ba nước đối tác trong khuôn khổ ASEAN Cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại cuộc họp, các nước khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ASEAN Cộng 3 đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực Đông Á. Các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết ưu tiên nguồn lực ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng, thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua việc triển khai sáng kiến hội nhập ASEAN và kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2025. Thúc đẩy sớm hoàn tất việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa MSME, tăng cường hợp tác tài chính, phát triển bền vững, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, y tế cộng đồng, biến đổi khí hậu, xử lý rác thải trên biển, hợp tác đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Cuộc họp thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID-19 đồng thời đánh giá cao và nhấn mạnh cần tranh thủ các cơ chế hợp tác y tế sẵn có trong khu vực để thúc đẩy hợp tác về y tế cộng đồng, trao đổi kỹ thuật, đẩy nhanh công tác nghiên cứu, phòng chống và ứng phó với COVID-19. Vừa qua tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì tổ chức hội nghị đặc biệt các quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN, SOCA. Nội dung hội nghị nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN và hội nghị hẹp SOCA. Hội nghị có sự tham gia của gần 60 đại biểu là các quan chức cấp cao và cán bộ phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, đại biểu các Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Công an, cùng các chuyên gia tư vấn khu vực hỗ trợ cho đánh giá. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN. Hội nghị cũng tập trung xem xét thảo luận về đề cương, các chỉ số đánh giá cũng như lộ trình và nội dung chính sẽ được xây dựng trong báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN. Trên cơ sở đó, thực hiện đánh giá cả ở cấp quốc gia và khu vực trong năm 2020 để làm tiền đề cho việc thúc đẩy thực hiện kế hoạch tổng thể của cộng đồng trong giai đoạn 2020-2021. Cũng mới đây tại Viên Chăn đã diễn ra hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN ACC và hội nghị đặc biệt các bộ trưởng ngoại giao ASEAN Trung Quốc về hợp tác ứng phó dịch bệnh COVID-19. Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN được tổ chức theo đề xuất của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì. Hội nghị nhằm triển khai tuyên bố của Chủ tịch ASEAN được thông qua ngày 14 tháng 2 năm 2020 về ứng phó chung ASEAN trước sự bùng phát dịch bệnh COVID-19. Hội đồng Điều phối ASEAN hoan nghênh hành động kịp thời và hiệu quả của các quốc gia thành viên, kênh hợp tác y tế và các cơ quan chuyên ngành ASEAN trong phối hợp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong phòng ngừa, chẩn đoán điều trị và kiểm soát dịch bệnh. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng, đề ra các biện pháp ứng phó hiệu quả đối với dịch bệnh này, đồng thời đề xuất các bước triển khai tiếp theo của ASEAN. Hội đồng Điều phối ASEAN thống nhất giao Ban Thư ký ASEAN làm đầu mối. Hội đồng sẽ chuẩn bị báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 4 tới. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định các hoạt động của ASEAN được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2020 vẫn được giữ nguyên theo kế hoạch và Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp đảm bảo y tế ở mức cao nhất. Kết thúc hội nghị, Việt Nam đã ra tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN về kết quả hội nghị. Ngay sau hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc về hợp tác ứng phó dịch bệnh COVID-19. Thông báo tình hình và những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và trên toàn Trung Quốc, Bộ trưởng Vương Nghị cảm ơn sự ủng hộ vật chất và tinh thần của các nước khu vực và cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn và hỗ trợ tối đa cho công dân các nước ASEAN đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong ứng phó dịch bệnh. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong vai trò Chủ tịch ASEAN khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong ASEAN giữa ASEAN với các đối tác, đặc biệt là Trung Quốc. Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc đã thông qua tuyên bố chung. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam vừa phát động cuộc thi và triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN năm 2020.
Cuộc thi là dịp để họa sĩ Việt Nam và họa sĩ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực, giới thiệu văn hóa đất nước, con người mỗi nước trong cộng đồng chung, đoàn kết và năng động. Đối tượng tham gia là công dân các nước ASEAN. Mỗi tác giả gửi tối đa 3 tác phẩm về email aseangraphicart2020@gmail.com. Thời gian nhận tác phẩm đến ngày 19 tháng 4. Đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines vừa công bố triển khai bán vé không đồng trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Kuala Lumpur của Malaysia và thành phố Hồ Chí Minh, Singapore. Theo đó, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, hành khách sẽ có cơ hội mua vé máy bay khứ hồi giữa thành phố Hồ Chí Minh, Kuala Lumpur, Malaysia và thành phố Hồ Chí Minh, Singapore với mức giá 0 đồng, lần lượt tương đương 1.559.000 đồng và 2.059.000 đồng, bao gồm thuế, phí. Thời gian khởi hành từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020 cho hành trình thành phố Hồ Chí Minh, Kuala Lumpur và từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020 cho hành trình thành phố Hồ Chí Minh, Singapore. Đây là chương trình nằm trong hoạt động kích cầu du lịch cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam và chung tay phát động các điểm đến quốc tế an toàn cho hành khách trong giai đoạn nửa đầu năm 2020. Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mới đây tại miền Trung Philippines, 220 cặp đôi trong một lễ cưới tập thể đã trao nhau lời thề và nụ hôn khi vẫn đeo khẩu trang để khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân của họ. Đám cưới tập thể này do chính phủ Philippines tài trợ. Sự kiện này là hoạt động có tính truyền thống sau ngày lễ Valentine được tổ chức ở thành phố Bacolod của Philippines. Các cặp đôi đã khóa môi qua những chiếc khẩu trang y tế màu xanh. 220 cặp đôi đã được yêu cầu điền các tờ khai về sức khỏe với chi tiết về lịch sử di chuyển của họ trong vòng 14 ngày qua. Họ tụ họp tại một hội trường lớn và cùng nhau chờ đợi thị trưởng Evelio Leonardia tuyên bố họ là vợ chồng. Lễ cưới tập thể khá phổ biến ở một số quốc gia Đông Nam Á và Hàn Quốc. Chỉ riêng trong tháng này đã có khoảng 30.000 người tham dự các lễ cưới như vậy. Họ đều được cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang y tế trước khi vào lễ đường. Một nhà máy nhỏ ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đang chuẩn bị hàng nghìn suất ăn halal, thức ăn và đồ uống của người Hồi giáo, từ cơm chiên đến gà trộn để chuyển đến Nhật Bản phục vụ cho sự kiện thể thao lớn nhất năm 2020, Olympic Tokyo. Các công ty thực phẩm từ cộng đồng Hồi giáo ở Malaysia dự kiến sẽ là những đối tượng được hưởng lợi lớn nhất khi sẽ có một số lượng lớn khách du lịch Hồi giáo đến thành phố Tokyo tham dự Thế vận hội Olympic và Paralympic vào tháng 7 và tháng 9 năm nay. Thực phẩm halal thường được hiểu là những món ăn thức uống đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo luật Hồi giáo như sản phẩm phải không có bất cứ nguyên liệu nào mà luật Hồi giáo cấm hay không chấp nhận. Sản phẩm không được tiếp xúc với bất cứ phương tiện thiết bị nào từ vật liệu mà luật Hồi giáo không cho phép hay sản phẩm đó không được tiếp xúc với bất cứ thực phẩm bổ dưỡng nào từ nguyên liệu mà luật Hồi giáo không chấp nhận. Thực phẩm halal đóng gói dự kiến sẽ được bán tại các máy bán hàng tự động, siêu thị và kiosk trong làng Olympic. Chúng tôi đã đến Nhật Bản khoảng một năm trước để nói chuyện với ban tổ chức Olympic Nhật Bản và một số nhà cung cấp thực phẩm ở quốc gia này. Có khoảng từ 30 đến 40% vận động viên và khán giả là người Hồi giáo và họ cần thực phẩm halal. Đây chính là hướng chúng tôi đang phát triển. Đây được coi là cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa halal nói chung, bao gồm cả thực phẩm và mỹ phẩm. Năm 2018, Malaysia đã xuất khẩu hàng hóa halal trị giá 604 triệu đô la Mỹ sang Nhật Bản. 90% trong số đó là thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm. Cho đến nay, kim ngạch thương mại các sản phẩm halal của Malaysia đã tụt lại so với các quốc gia có ít người theo đạo Hồi như Mỹ, Trung Quốc và Brazil. Giá trị của thị trường halal toàn cầu được dự đoán sẽ đạt 2,6 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, gấp đôi so với con số năm 2017. Đến đây, chuyên mục cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.